và ướm dầm về đất biển Cà Mau, thấy đất trời thêm rộng. Đảo Hòn Chuối cách đất liền khoảng 35 km, thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Đảo thuộc vùng Tây của biển Việt Nam. Hơn 20 năm trước, Hòn Chuối là một đảo hoang không có người sinh sống. Nhưng hôm nay, sự sống căng tràn nơi đây. Sự sống được bắt đầu từ những bước chân của thế hệ đầu tiên khai phá đảo, được gìn giữ bồi đắp bởi những bước chân người chiến sĩ và đang được tiếp nối bằng bước chân chập chững của thế hệ thứ ba sinh ra trên đảo. Lũ đội chết là chết, rồi sống là sống. Là không đi đâu hết trơn. Bộ đội dân thì có tình cảm nhau lắm. Về bờ nó cứ nhớ biển. Ngoài này dễ kiếm tiền hơn ở trong bờ. Đảo Hòn Chuối còn nhiều khó khăn thiếu thốn, song trong gian khó, hạnh phúc vẫn được dựng xây, đắp bồi bằng tình yêu hạnh phúc đôi lứa ngay trên đảo. Một chiến sĩ ra đảo làm nhiệm vụ và một cô gái con của đảo đã nên duyên. Hôn lễ được tổ chức đầy đủ các thủ tục nghi lễ, nhưng làm đơn giản hơn trong đất liền. Hạnh phúc của hai bạn trẻ, của hai gia đình và của người dân trên đảo Hòn Chuối mộc mạc và đơn sơ nhưng đậm nghĩa tình. Người dân sống ở đảo chủ yếu dựa vào nguồn khai thác đánh bắt sản vật từ biển, cùng với mô hình phát triển hợp tác xã nuôi cá lồng bè. Trên đảo có khoảng 40 hộ sinh sống với gần 200 nhân khẩu. Ở đây địa hình toàn vách đá, đất bằng phẳng rất hiếm. Những ngôi nhà được dựng chênh vênh trên các gành đá. Một năm lại có hai đợt gió mùa biển mạnh và hung dữ. Người dân phải chuyển nhà để tránh các đợt gió mùa biển đó. Từ tháng 9 đến tháng 3 âm lịch, người dân chuyển sang sống ở gành nam để tránh gió chướng, và ngược lại, từ tháng 3 đến tháng 9 âm lịch, cộng đồng lại gồng gánh nhau về gành chướng để tránh gió mùa tây nam. Thời điểm dọn nhà là lúc giao thời, khi hai ngọn gió chưa nổi lên, cả hai phía hòn đều lặng sóng. Nơi đầu sóng ngọn gió thiếu thốn đủ thứ, chỉ có tình quân dân luôn đong đầy. Được sự chỉ đạo của ban chỉ huy là thường xuyên bám nhân dân, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, đặc biệt là sau hai cái mùa chuyển nhà, vận chuyển theo cái con sóng tránh gió ở đặt theo cái kiểu thời tiết ở đây, thì hãy giúp đỡ nhân dân chuyển nhà, vận chuyển hàng hóa rồi đồ dùng trong nhà để tiện cho nhân dân ở đây sinh hoạt. Đảo Hòn Chuối là nơi mà lực lượng đồn biên phòng 704 làm nhiệm vụ, ngày đêm chắc tay súng bảo vệ lãnh thổ chủ quyền của đất nước. Mỗi bước chân tuần tra canh gác của những chiến sĩ áo xanh ở vùng biển Tây của Tổ quốc đã mang đến sự yên bình trên hòn đảo nhỏ và cũng là chỗ dựa tinh thần của cư dân trên đảo. Kinh tế phát triển còn chậm, nguồn nước sinh hoạt thiếu thốn, một năm phải hai đợt chuyển nhà tránh gió và bão biển. Tình cảm giữa dân với dân và quân với dân
đã giúp cư dân trên đảo Hòn Chuối vượt qua những khó khăn cuộc sống khắc nghiệt của thời tiết, trụ vững nơi đảo xa. Nhưng nước này kia thì nó không có như được trong bờ mình, nó không được có thuận tiện hơn. Cái này nó tốn kém lắm. Mỗi lần mình đi kiếm nước này kia là đi chờ nó, mình múc từ can này can gì mình xài á. Tại năm nay nó hiếm nước. Trên đảo khan hiếm nước sạch, nhưng tạo hóa lại đem đến cho đảo một cái giếng nước ngọt nằm giữa gành đá, cung cấp nước ngọt cho cả đảo. Giống như cái giếng làng trong đất liền, ở miền quê Bắc Bộ, cái giếng nước ngọt này cũng là nơi quần tụ, nơi chứng kiến sự đổi thay của đảo, sự trưởng thành của các thế hệ người dân nơi đây. Hàng ngày người dân đến đây lấy nước đem về nhà. Giếng nước vơi rồi lại đầy, chẳng bao giờ cạn nước. Người dân nơi đây cũng vậy. Bởi thế mà từ một hòn đảo hoang không người sinh sống, giờ đây đảo Hòn Chuối đang dần thay đổi từng ngày. Bây giờ thì nó vui hơn ngày xưa là như giờ những bộ đội biên phòng, hải quân, hải đăng hồi đó chỉ có mỗi biên phòng chỉ có đóng cái chút nhỏ thôi, không có điện đài, không có máy điện thoại điện gì hết, chứ đâu được sướng như giờ đây. Giờ điện đài này kia có đầy đủ. Dân trên đảo ngày một đông, cái giếng khe gành không đủ cung cấp nước ngọt cho cả dân và quân trên đảo. Nhà nước đầu tư xây dựng một cầu cảng bên gành chính để tiện cho tàu cập cảng, hàng ngày thuyền chở nước ngọt đến đảo cho bộ đội. Nước được vận chuyển lên núi bằng can. Mỗi chiến sĩ trong ngày chỉ đủ sức vác 2 đến 3 chuyến nước bằng can 30 lít từ dưới gành lên đỉnh núi. Trên đảo không có đường xá, bậc thang dài tít tắp nối liền từ dưới gành lên trên đảo. Không có phương tiện xe cộ, cách đi lại duy nhất là đôi chân. Bởi thế khi nước ngọt về tới doanh trại, các chiến sĩ cẩn trọng tiết kiệm từng giọt nước. Nước cũng được bộ đội giúp đỡ cho những gia đình có con nhỏ, người già không đi lấy ngoài khe giếng được. Những mảnh vườn cây cối khô cằn vì khát nước giờ đang trở nên xanh tốt. Có những hộ tăng gia sản xuất, nuôi thêm gia cầm để tăng thu nhập. Đảo xa, thiên nhiên khắc nghiệt, điều kiện đi lại khó khăn, cha mẹ tối ngày lo cơm áo gạo tiền, nên không ai quan tâm đến việc học của con cái. Lũ trẻ ở nhà tự ăn, tự ngủ, tự chăm nhau. Trước sự thiệt thòi và nguy cơ mù chữ đến với các em, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng 704 đã cử các chiến sĩ xuống tận nhà mang con chữ đến với các cháu. Việc vận động các bậc cha mẹ để con em họ học cái chữ cũng gặp không ít khó khăn vì cuộc sống của bà con rất khổ. Đa số sống bằng nghề câu nhỏ lẻ, đi biển, rất bấp bênh. Các em nhỏ đôi khi cũng đi câu phụ giúp bố mẹ. Lúc đầu thì đi vận động các em nhỏ đi học rất là khó khăn. Mình vận động họ thì họ không tin mình đâu. Họ không tin mình là sẽ dạy cho con, tại vì có nhiều bà con ở dưới đó, cha mẹ của học sinh bây giờ không biết chữ. Cho nên bây giờ khi dạy cho con em nhỏ họ biết chữ rồi. Họ cầm tờ báo hoặc là cái to mà để ghi đồ đó, đọc rồi cho mình nghe được, họ thích lắm. Bây giờ cứ mỗi sáng, từng gia đình tự chuẩn bị quần áo, sách vở cho các cháu, rồi tập hợp lại một nhà, anh Phục xuống đón các cháu lên trường. Đếm đủ số lượng các cháu thì bắt đầu xuất phát. Giỡn là té là thầy không có chụp kịp đâu, té xuống là bể đầu chảy máu đó, nghe chưa? Đi xe.
Đứa bé nhất là lớp 1, đứa lớn nhất là lớp 5. Tất cả học chung một lớp. Trường nằm trên cao, ở giữa đảo, để tránh cho mùa gió chướng không bị ảnh hưởng. Phải vượt qua 303 bậc cầu thang dựng đứng mới đến lớp, nên bé nhỏ nhất hoặc yếu nhất thì phải được thầy ưu tiên cõng lên. Từ năm 1995, lớp học cho con em trên đảo đã được mở ra. Anh Trần Bình Phục là người thầy kế nhiệm các chiến sĩ trước đã chuyển công tác để duy trì con chữ cho các em. Thầy có duyên với trẻ, cũng lại có duyên sư phạm, nên từ ngày làm thầy giáo, lớp học được duy trì đều đặn và đông đủ. Thì chúng tôi đã thành công trong cái việc là đưa con em nhỏ đến trường. Do cái điều kiện ở đây thì nó hơi khó khăn như thế, nhưng mà cái niềm vui của mình, đổi lại mình đã có một cái niềm vui rất là lớn khi được làm những việc đó giúp cho các em nhỏ ở đây và bà con ở trên đảo. Rồi, các con ngồi xuống. Giờ các con lớp 1 nhìn lên đây, đọc theo. Xong rồi là các bạn học lớp 2, ta sẽ học toán. Vì lớp của chúng ta là một lớp ghép, cho nên ở đây trong đây ta có 3 lớp học. Cho nên chúng ta phải chia thời gian nhau để học. Các con phải đọc chung chú ý nha. Các con lấy tập sổ ra, để lên bàn. Chúng ta bắt đầu vào học. Y ê tờ yết. Vờ. Y ê tờ yết. Dấu. Và vờ yết viết sắc viết. Y tờ. Em. Y tờ. Trờ. Ai. Dấu. Trời. Bây giờ ta học tới bên phần bảng lớp 4. Chia số có 2 chữ số. Thì có ví dụ 8192 ta chia cho 64. Vậy thì ta chia là ta bắt mấy con cho 1 bằng mà không. Vậy ta làm gì nữa? À, tiếp tục ta hạ con 2. Đó, cháu tới 10 tuổi cháu mới đi học. Cháu mà rất thích thầy Phục dạy rất là kỹ cho cháu. Cháu có mơ cháu học được cao và cháu được làm cô giáo dạy mấy em á, ở đảo giống như thầy Phục bây giờ. Bà Sáu là người tiên phong ra đảo. 40 năm trước, bà và chồng con ra đảo khai hoang, xây dựng cuộc sống mới. Vốn liếng ông bà mang theo là vài ba con gà để nhân giống. Các loại giống cây chuối và mít thích ứng được với điều kiện khắc nghiệt trên đảo. Ông đã ra đi, các con trưởng thành đi vào đất liền cả. Một mình bà ở lại đảo, mấy chục năm trời gắn bó, bà không nỡ rời đi. Như cây cổ thụ trước nhà bà trồng mấy chục năm trước, đã ăn sâu bám rễ vào mảnh đất này. Khoảng 5 năm trở lại đây, có thêm gần 100 cư dân ra đảo sinh sống, cộng với lực lượng hải quân, chiến sĩ đồn biên phòng, nên bà cũng đỡ buồn. Tất cả đều gọi bà là má. Những chiến sĩ là những người con của bà, chăm lo sức khỏe, đời sống cho bà. Ăn cơm chưa? Dạ, ăn rồi con ơi. Ăn cơm rồi. Hôm nay sức khỏe má sao rồi? Khỏe, đỡ rồi. À, còn một ngày còn cái bịch ở trong đây rồi đó. Đây. Đây nè. Ha, là sáng lần chiều, sáng lần chiều. Hay là cho má một điều ước, má ước cái gì? Tao không ước chân, ước đây, tao ước rồi hoài, tao ở đây hoài. Rồi chết rồi sao? Bây giờ tao ở đây mấy chục năm rồi, nó chết tao cũng nằm tại đây. Tao không đi đâu hết trơn. Mấy năm rồi, ông bộ của tao có về bà đâu. Mấy năm rồi, không có về, không về đất liền. Ở này đó, thanh tịnh. Công an phòng với Hải Đăng ở quân á, giúp đỡ cho má gạo thóc này kia, ăn uống. Quân dân như đảo này đối với má đàng hoàng lắm. Đối với má thì nhiệt tình lắm. Người dân, người đội, thương mẹ dữ lắm.
Để tránh sóng, người dân phải dựng nhà cao chênh vênh trên gành đá. Chỉ có mấy cây cột rằng néo vào khe đá, thêm mấy tấm bạt che chắn là thành cái nhà. Dân trên đảo ai cũng có đến hai cái nhà sống du cư. Ai nghe cũng thấy lạ, bởi người ta mới nghe đến du cư ở đồng bào miền núi hay dân tộc thiểu số. Có lẽ chẳng mấy ai nghe thấy du cư ở đảo. Nhưng thực tế ở đây là đảo cực nam tổ quốc, điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dân đảo Hòn Chuối là một năm phải du cư đến hai lần, tương ứng với hai đợt gió mùa biển động. Khi đó, các chiến sĩ biên phòng đến từng nhà giúp các hộ dân trên đảo sửa sang lại nhà cửa, chuyển đồ đạc, ổn định chỗ ở trước khi mùa gió chướng về. Thời gian chuyển nhà từ gành chướng sang gành nồm tránh gió không có một ngày cố định nào trong năm, mà hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm thực tế của cư dân trên đảo. Bởi vì kinh nghiệm hồi trước đây là của ông cha mình ngày trước, bởi vì cái Hòn Chuối nó nằm ngang gì, nó nằm ngang theo cái gió vậy nè. Cái mùa gió đông thì ở trong bà nó thổi ra thì mình chạy vào bên nam. Cái mùa gió nam mạnh thì bên nam nó thổi vô thì mình chạy vào bên đông. Bên đây có, bên đây cái, bên bển cái. Rồi tới mùa gió chướng á, thì mình sửa sang nhà bên đây xong rồi hết trơn, cái là mình chuyển đồ qua đây. Chị Tiền theo chồng ra đảo mới được 3 năm, là phụ nữ lại có con nhỏ. Có năm mùa gió chướng về sớm, chồng chị vẫn còn lênh đênh trên biển, không kịp về chuyển nhà. Các chiến sĩ biên phòng lại chủ động đến thu dọn đồ đạc, chuyển nhà cho chị. Bây giờ không có chồng nhà rồi sao mà tiếp được, mình nên đâu làm được đâu, rồi lớp người con nữa rồi mình đâu có làm, cho nên mới nhờ mấy anh bộ đội này nè, nhờ mấy ảnh tiếp rồi nhà cửa đồ ổn định, thì cũng rất chẳng cảm ơn mấy ảnh rồi. Các cụ thường bảo an cư mới lạc nghiệp, tuy vậy việc chuyển nhà hai lần trong năm cũng không làm nản lòng những người yêu và muốn gắn bó với đảo. Từng là chiến sĩ đóng quân tại đảo Hòn Chuối, nhưng khi xuất ngũ, ông Huỳnh Văn Vũ lại quay lại đảo để lập nghiệp. Ông đã đưa mô hình nuôi cá bớp lồng bè ra đây, thử nghiệm rồi chia sẻ với bà con trên đảo để cùng nhau phát triển kinh tế. Năm 80 thì mình công tác ở đảo này, sau mình về đơn vị thì ra quân năm 84. Về làm ăn kinh tế, gia đình nó cũng gặp nhiều cái khó khăn chắc chở. Rồi mình mới mua ghe đá trở lại đảo này làm ăn, thấy cuộc sống thì nó cũng tạm ổn, rồi mình mới thấy cái nguồn nước đồ ở đây tốt đẹp, rồi bạn bè nó chỉ dẫn nuôi cá lồng bè, nên mình mới quyết định là đóng lồng nuôi. Nên hồi đó tôi ra chỉ có đóng cái lồng có ngang 5 thước, dài có 6 thước à. Thì ra đây bà con người ta cũng ngỡ ngàng, là người ta đâu biết là nuôi như thế nào. Mình cũng mới đầu, mình cũng chả biết học hỏi ai nữa. Tự suy nghĩ, rồi tự làm, rồi tự chế biến ra, rồi bà con anh em đóng tới, rồi mình cái đóng góp với nhau, cùng nhau xây dựng. Bữa nay đóng cái này dở, đóng tiếp cái kia nó tốt hơn. Từ giờ nó mới được thành công được 4 năm rồi, nó mới được là như cái ý muốn của mình. Cá bớp dễ nuôi được quanh năm, kỹ thuật nuôi lại đơn giản, nguồn thức ăn chủ yếu là cá tạp mua từ các tàu khác đi đánh bắt còn tồn. Cá bớp giống thì mua lại của các ghe cào đánh bắt ở biển. Sau 7 tháng, có thể thu hoạch cá với trọng lượng khoảng 3-5 kg một con. Do đó, ngày càng có nhiều hộ gia đình đầu tư nuôi cá. Người đi trước, rước người đi sau. Làm kinh tế từ nuôi cá bớp, dần dần cá bớp đảo Hòn Chuối có thương hiệu. Quanh đảo Hòn Chuối, xuồng ghe tấp nập ra vào. Người dân có điều kiện phát triển kinh tế và gắn bó cuộc sống với vùng biển đảo quê hương. Bây
Thì mình thấy ra mà đảo cũng vậy mà, nhưng trong đất liền cũng vậy mà, nhưng ngoài này dễ kiếm tiền hơn ở trong đảo, trong bờ. Tại vì ngoài này câu rồi đánh cá rồi đi cà banh lông rồi này kia đó. Những cái nữa tại mình đang nuôi bè cá là mình đâu có bỏ đi được. Kinh tế phát triển, người dân có điều kiện thay mới những mái nhà tranh đã cũ. Những chiến sĩ biên phòng như những công nhân xây dựng lành nghề tháo dỡ nhà giúp dân. Thiếu úy Phạm Nam Sơn tuy mới về nhận công tác tại đảo được 2 năm, nhưng anh rất thành thạo trong các công việc sửa chữa xây dựng nhà. Anh Sơn và các chiến sĩ biên phòng coi công việc giúp dân trên đảo là nghĩa vụ, trách nhiệm và cũng là niềm vui của người chiến sĩ. Với cái thời tiết khắc nghiệt, khi nhân dân chỉ thấy vào mùa nhân dân chuyển nhà, nhưng mà anh em luôn an tâm tư tưởng, khắc phục mọi khó khăn, là luôn nhiệt huyết, nhiệt tình trong mọi công tác để giúp đỡ nhân dân vận chuyển đồ và sửa nhà và ổn định cuộc sống. Là người có thời gian sinh sống gắn bó với đảo Hòn Chuối gần 20 năm, ông Phương tích góp tiền đổ cột nhà bằng bê tông để xây một căn nhà kiên cố, kín cửa cao tường, có khả năng chịu được mùa gió chướng. Để tiết kiệm tối đa chi phí, vật liệu được tận dụng trên đảo, nhân công thì cùng chung tay, từ chiến sĩ đến người dân, không phân biệt việc nhà người ta, việc nhà mình, tất cả đều chung lưng đấu cật giúp đỡ nhau rất nhiệt tình. Năm nào nói chung bộ đội biên phòng hải quân ai cũng tiếp hết. Sống trên biển đảo mà nhà bà con, nhà bộ đội, quân nhân dân thôi. Thì mình cũng thấy phấn khởi, vui vẻ, bởi vì quân với dân mà, cái gì đồng lực giúp với nhau. Trên biển đảo mà quần đảo là nhà biển cả là quê hương mà, ở nên thì em thấy có bao nhiêu người đâu. Tập trung nhau mà làm. Đảo là nhà, biển là quê hương, quân là dân, dân cũng chính là quân, gắn kết, bền chặt. Những thế hệ nối tiếp nhau đến với đảo, rồi yêu đảo, gắn bó với đảo. Sau những mùa bão biển, những con sóng dữ lại lặng xuống, biển lại êm đềm. Đi qua những khó khăn vất vả, cuộc sống đang dần vươn lên. Con sóng lớn dữ tợn chẳng thể cuốn đi sức bền bỉ của dân đảo. Khắc nghiệt thời tiết không làm nản lòng những chiến sĩ can trường. Gọi nắng xuân sao, con thuyền rất vui.